Với cái căn nhà 3 tỷ 300 triệu đồng này thì quý vị có thể chi trả trước giúp Ngọc Ánh khoảng tầm 1 tỷ 4 cho tới 1 tỷ rưỡi tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà được xây dựng độc lập tại tổ dân phố 7, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì được xây dựng là duy nhất một căn với cái diện tích là 30m², thông số nhà như sau. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, mặt tiền của ngôi nhà 8m3, chiều sâu của ngôi nhà thì chỉ 3m7 thôi mọi người ạ. Với cái căn nhà này, ưu điểm lớn nhất của nó đó là cái mặt tiền rộng. Ưu điểm tiếp theo, nó là rất là gần với lại trục đường Quang Trung. Nó cách với trục đường Quang Trung Hà Đông khoảng tầm 100m. Nó rất là gần với lại tuyến đường sắt trên cao Cát Linh. Bên cạnh cái khu vực này, gần như cách nhà khoảng tầm 100m là ra tới trường chuyên Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ Hà Đông. Với căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về và ở ngay. Toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà ở đây, chủ đầu tư đã thiết kế cho mình là lát toàn bộ đá granite ốp mọi người ạ. Với thiết kế cửa chính của ngôi nhà hai lớp, một lớp cửa ngách và một lớp cửa chính, bởi vì cái mặt tiền nó rộng. Cái ngõ này thì trước nhà sử dụng là hai xe máy tránh nhau, cách với lại trục đường Quang Trung 100m, cách với đường ô tô đi lại 50m. Mời mọi người theo em cụ thể vào tầng 1 của ngôi nhà. Và đây là tầng 1 của ngôi nhà thưa quý vị, với cái thiết kế vừa mới hoàn thiện xong hết, còn một chút chút cái phần vệ sinh nữa là có thể dọn đồ về và ở ngay. Sổ đỏ chính chủ bàn giao nhà luôn. Với cái căn nhà này thì có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 80% giá trị và giá chào bán hiện tại của căn nhà là 3 tỷ 300 triệu đồng. Bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Ngoài ra nữa ở đây đó là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Cái phần hoàn thiện phòng khách đã được xong hết, chỉnh tu hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, gạch lát nền kích thước gạch 60-60, cửa chính thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm kính. Tiếp theo, cái phần cửa ngách thì thiết kế một lớp cửa mọi người ạ, đó là lớp cửa inox 304. Đây là cái không gian phòng khách của ngôi nhà khá là rộng, với cái chiều dài của một cái mặt tiền của ngôi nhà là 8m7, Ngọc Ánh chia sẻ rồi. Và cái chiều ngang của ngôi nhà đây, chiều dài ấy, thì nó là 3m7 mọi người nha. Với cái thiết kế rất là ok, hợp lý. Mọi người muốn tìm hiểu về cái sổ đỏ trực tiếp thì có thể kết bạn Zalo của anh gửi sổ đỏ trước cho quý vị để quý vị có thể an tâm sổ chuẩn chỉnh. Ngoài cái thiết kế phần phòng khách của ngôi nhà thì ở đây chủ nhà thiết kế cho mình một cái phần phòng bếp. Với phần phòng bếp hoàn thiện xong hết. Đây, tủ gỗ sồi mọi người ạ. Phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304, thiết kế chỉnh chu hết rồi. Chậu rửa, vòi rửa, hệ thống điện, hệ thống nước được lắp đặt đầy đủ, nội thất cơ bản hoàn thiện, thiết bị vệ sinh. Xung quanh bếp thì là mặt bếp ốp đá granite. Với cái phần tầng 1, ngoài phần phòng khách, phòng bếp thì còn có một phòng vệ sinh nhỏ nhắn đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng ở phía tầng 1. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với cái căn nhà này thì thiết kế xây dựng là 4 tầng 1 tum. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Với căn nhà được đã hoàn thiện gần như là xong tới 95%, chỉ còn một chút chút dọn vệ sinh nữa là có thể dọn đồ về ở ngay. Như vậy mà anh đã review rất cụ thể, chi tiết vị trí, đường, hướng, giá của ngôi nhà. Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Với thiết kế tầng 2 của ngôi nhà thì mỗi một tầng gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Hành lang đi vào rất là rộng mọi người ạ. Hành lang đi vào phía phòng ngủ nó khoảng tầm 1m. Ở đây có cửa sổ thông thoáng và phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây là cái phần phòng ngủ ở phía tầng 2 của ngôi nhà. Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người rồi, căn nhà nào cũng có ưu điểm, nhược điểm, có cái vị trí bất động sản khác nhau. Vị trí của cái căn nhà này thì nó rất là ưu điểm nhiều hơn. Nó rất là gần với trục đường Quang Trung, nó gần với lại cái tuyến đường sắt trên cao Cát Linh. Nói chung với căn nhà này mà đi bộ thì nó khoảng tầm 100m. Xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ trường phường trạm đầy đủ. Tất cả các phòng ngủ đều có cửa sổ thông thoáng. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim. Căn nhà này thì theo hiện trạng Ngọc Ánh quay là chủ nhà có thiết kế giường cho mình với cái hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, hệ thống ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa, tranh. Đây, thiết kế đây rất là chỉnh chu. Đây là một cái phần quý vị có thể
thu xếp ở đây cho Ngọc Ánh một cái tủ quần áo rất là hợp lý, vừa vặn. Và phòng vệ sinh ở phía bên ngoài đây nhé mọi người. Đây, phòng vệ sinh ở phía bên ngoài lắp đầy đủ về cái hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bình nóng lạnh, bồn cầu, lavabo. Như vậy, Ngọc Ánh đã review đủ cho mọi người tầng 2. Mời mọi người em lên trên phía tầng 3, 4 và 5 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Một căn nhà được xây dựng độc lập. Đó, giường đây. Căn phòng ngủ này cũng khá là rộng mọi người ạ. Ánh sáng ngập tràn vào bên trong của căn nhà. Đây mọi người có thể nhìn thực tế. Đó, căn nhà này thì cái ưu điểm lớn nhất đó là cái phần mặt tiền nó rất là rộng, 8m3. Mặt hậu 8m3 mọi người nhé. Đây, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bình nóng lạnh, bồn cầu liền khối, lavabo. Còn một chút chút phần dọn dẹp như Ngọc Ánh vừa chia sẻ là quý vị có thể dọn đồ về ở ngay với căn nhà này. Với cái căn nhà 3 tỷ 300 triệu đồng này thì quý vị có thể chi trả trước giúp Ngọc Ánh khoảng tầm 1 tỷ 4 cho tới 1 tỷ rưỡi tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Thì về phần ngân hàng quý vị có thể liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh để Ngọc Ánh tư vấn cho mọi người nha. Và sau đây xin mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà nhé. Với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau mọi người ạ. Tầng 4 thì ở đây chủ nhà thiết kế thành 2 phòng. Thành 2 phòng, một phòng ngủ ở phòng bên ngoài thì quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ hoặc quý vị có thể thiết kế làm phòng làm việc. Cái này là tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình nhá. Đấy là Ngọc Ánh review chân thật chi tiết từ phía dưới tầng 1 cho tới lên các tầng của ngôi nhà này để quý vị có thể cảm nhận được căn nhà này thiết kế tầng 1 ra sao, tầng 2 ra sao, tầng 3, tầng 4, các tầng còn lại ra sao. Đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài, phòng riêng đây. Đó, như vậy với căn nhà này thiết kế 4,5 tầng thì bước chân lên trên phía tầng 4 là có 4 phòng riêng biệt. Vậy thì tầng 5 thiết kế ra sao? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video. 4,5 tầng thì đây là cái tầng còn lại mọi người ạ. Ở trên này là thiết kế phần sân phơi. Đây quý vị có thể nhìn thực tế nhá. Sân phơi rất là rộng rãi, xung quanh khu dân cư đông đúc. Với cái căn nhà này thì nó gần với lại FLC. Nó rất là gần với các tòa chung cư, gần với trục đường chính Quang Trung. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cả ngôi nhà này thì vui lòng liên hệ ngay với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.